Thời điểm này đang là chuyển mùa, thời tiết ẩm ướt nên nhiều người hay bị hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi. Ghi nhận tại phòng khám tai mũi họng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trung bình mỗi ngày có đến hàng chục bệnh nhân đến khám các bệnh về đường hô hấp, trong đó có đến 50% là bị viêm mũi dị ứng. Tại thời điểm giao mùa này thì tất cả các đối tượng bệnh nhân mà đến để khám vì lý do có biểu hiện của bệnh viêm mũi là chiếm rất là nhiều, từ 40-50%, mà đặc biệt là trong cái đối tượng mà có biểu hiện là viêm mũi xoang thì viêm mũi dị ứng là chiếm gần một nửa trong số những trường hợp mà đến khám vì các triệu chứng khó chịu ở tình trạng mổ mũi xoang. Nó khác với những biểu hiện là viêm mũi của nhiễm khuẩn thì bệnh nhân sẽ là chảy dịch mủ, nhưng đây là bệnh nhân chỉ chảy dịch mũi trong và hắt hơi rất là nhiều và hắt hơi là liên tục thành từng tràng đấy. Sau đó thì nếu mà bệnh nhân không dùng các loại thuốc dị ứng thì bệnh nhân cũng có thể khỏi, nhưng mà sẽ thời gian mà nó giảm hết triệu chứng nó rất là kéo dài, có những bệnh nhân bị cả ngày hoặc là có thể kéo vài ngày. Bệnh viêm mũi dị ứng chiếm khoảng từ 20-40% dân số và ngày càng gia tăng. Viêm mũi dị ứng cũng chiếm khoảng từ 20-30% các bệnh lý về tai mũi họng. Với đặc điểm khí hậu của Việt Nam, mùa đông thì khô lạnh, mùa xuân thì mưa phùn ẩm ướt, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển là nguyên nhân gây bệnh dị ứng. Không khí ô nhiễm ở các thành phố lớn cũng góp phần không nhỏ khiến cho bệnh viêm mũi dị ứng ngày càng gia tăng. Với người bệnh mà viêm mũi dị ứng thì cái việc mà thay đổi về cái môi trường sống cũng như là việc kiểm soát các cái bệnh mà kèm theo thì nó có cái vai trò rất là quan trọng trong việc kiểm soát cái tình trạng viêm mũi dị ứng. Ví dụ như là cái kiểm soát về điều trị và kiểm soát hen phế quản. Ví dụ như là cái người mà có cái tiền sử về viêm mũi dị ứng, về ví dụ dị ứng với phấn hoa chẳng hạn, thì xung quanh nhà thì không nên trồng các loại cây mà nó có nhiều phấn hoa. Và nó cái đối với người bệnh mà dị ứng với cả lông động vật thì trong nhà thì không nên nuôi các cái động vật ở trong nhà. Hoặc là người dị ứng với các cái yếu tố như bụi nhà hạn thì phải thường xuyên là phải vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, ra ngoài đường hạn thì phải đeo khẩu trang hoặc là thường xuyên rửa vệ sinh mũi để rửa sạch cái dịch tiết cũng như là làm giảm cái nồng độ mà dị nguyên ở trong ở cái niêm mạc mũi để giúp làm giảm cái nguy cơ nó tái phát bệnh. Theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh viêm mũi dị ứng tuy không nguy hiểm nhưng nếu không điều trị kịp thời có thể biến chứng thành viêm xoang, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, có khoảng 40% người từ mắc bệnh viêm mũi dị ứng chuyển sang mắc bệnh hen. Do đó, ngay từ khi có những triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần có biện pháp ngăn ngừa khi mới biểu hiện.